Anh xem đi. Chuyện gì mà em làm quá lên như thế? À, em đi khám bệnh à? Sao không bảo anh là anh đi cùng? Giang Mai, cô bị Giang Mai à? Mày nói cho tao biết đi. Mày đi lăng loàn ở đâu xong rồi mang cái dịch bệnh như về đây? Mày còn chất vấn tao nữa hả? Bỏ ra! Anh mới là người đi lăng nhăng bên ngoài, sao mang bệnh cho tôi đấy? Chứ tôi không có quan hệ với ai cả, ngoài anh. Tôi thì làm gì có ai, cô đừng có mà nói linh tinh. Muốn biết là linh tinh hay không ấy, thì đi khám bệnh là rõ ngay thôi. Còn tôi nói cho anh biết, cái bệnh đấy ở đàn ông ấy nguy hiểm hơn nhiều, có thể dẫn đến vô sinh đấy. Còn anh tự vấn lại mình xem là anh đã đi lăng nhăng ở đâu để mang bệnh về đây. Chứ tôi ấy chỉ quan hệ một mình anh ơi. Ngọc à, sao em lại ở đây, vợ anh đâu? À, Vi đi công tác đột xuất rồi, nên là nhờ em sang đây nấu cơm cho anh, sợ anh đói. À, hóa ra là như thế, cảm ơn em. Nhưng mà mấy cái việc bếp núc này anh tự làm được mà. Không được, Vi đã nhờ em như thế rồi thì em phải làm đến nơi đến chốn chứ. Không là Vi lại bảo em tất trách. Với lại em và Vi là chỗ đồng nghiệp thân thiết, anh đừng ngại nhá. Thế thì phiền em quá. Nghe danh chồng Vi vừa đến trai lại còn vừa thành đạt nữa, đúng là như lời đồn anh nhỉ. Mà em nấu nướng cũng không được giỏi, cũng hơi vụng về, anh đừng chê cười em nhá. Thôi em rửa nước cái bát đã. Anh xin lỗi, cái vòi nước nhà anh nó hơi mạnh, em có sao không? Em không sao đâu, cái này có là cái gì đâu, còn nhiều thứ khác nó còn mạnh hơn cơ. Sao hôm nay em vội vàng thế? Thèm khát cảm giác mạnh bạo à? Mạnh cái con khỉ ấy! Đã có bệnh rồi, mày còn định dụ dỗ tao nữa à? Hả? Còn kia, mày đã làm gì để rồi có bệnh hả? Anh nói cái gì đây? Em không hiểu gì hết. Mày còn tỏ vẻ ngây thơ nữa hả? Tao nói cho mày biết nhá, mày bị bệnh Giang Mai rồi. Bây giờ mày còn lên cho cả tao nữa đấy, mày có biết không? Mày định khiến tao tuyệt tử tuyệt tôn rồi hả? Em bây giờ em mới biết. Nhưng mà thật sự em không cố ý đâu. Nhưng mà đáng lẽ ra anh phải thương em chứ. Anh bảo là anh thích em cơ mà. Thương cái con khỉ ấy. Mày chuyên đi lăng trạ với người khác, ve vãn người ta để rồi bây giờ mày có bệnh. Tao đúng là ngu mà. Vợ đẹp con khôn thì tao không muốn. Tao lại cứ đi đâm đầu với các loại như mày để bây giờ đời tao nó khốn khổ khốn nạn thế này đây. Giời ơi là giời. Đúng, anh đúng là ngu thật mà. Vì sao lại ở đây? Vì ơi, nghe anh giải thích đã, mọi chuyện không phải như em nghĩ đâu. Anh, tôi phải đi theo anh để xem anh còn lăng trạ với ai chứ. Nhưng mà không ngoài dự đoán của tôi nhỉ, lại là chính đồng nghiệp tốt bụng của tôi. Nhờ bạn trông chồng hộ, rồi bạn thịt luôn của chồng mình. Đúng là tốt đẹp quá mà. Vi. Tôi tưởng bà đi công tác mấy hôm nữa mới về cơ mà. Tại vì là xong việc sớm nên là tranh thủ về đấy. Chả hiểu sao dạo này sếp toàn bắt tôi đi công tác thôi nhá. Mệt chết đi được ấy. À, cảm ơn bà vụ hôm trước đã sang nhà tôi nấu cơm cho chồng tôi nhá. Chồng tôi khen ý là bà chu đáo cực kỳ. Cảm ơn nhá. Tôi bảo này, có gì đâu. Bà đi công tác ấy, sao cứ bảo tôi. Tôi sang tôi nấu nướng cho. Đàn ông ở nhà ấy có biết cái gì đâu, vụng về lắm. Tôi với bà là đồng nghiệp với nhau ấy, mấy cái đấy tôi giúp đỡ được. Thôi ngồi đây nhá, tôi đi pha cho bà cốc cà phê. Thật á? Cảm ơn.
khiếp, người ở đâu vừa chu đáo lại còn khéo léo nữa chứ. Sao lại có sơ mi của chồng mình ở đây nhở? Áo lót của mình nữa. Chẳng lẽ tôi biết là cô có lịch khám phụ khoa với bác sĩ, thế nên là tôi mới làm giả kết quả cho hai người một vố đấy. Sao? Sợ hãi chưa? Nhưng mà nếu không đi lung tung lăng trạ bên ngoài thì làm sao phải sợ mang bệnh vào người? Mày! Thế là tao không bị giang mai đúng không? Sao? Sợ à? Hay là sợ lây bệnh cho những vị khách hàng tiếp theo của mày? Vi này, lần sau em đừng lôi mấy cái chuyện này ra để trêu đùa xong rồi thử lòng nữa được không? Em có biết hậu quả nó sẽ như thế nào không? Làm anh hết cả hồn đấy. Anh Phúc này, anh nghĩ là có lần sau á, anh đi chơi bời bên ngoài lại còn với chính đồng nghiệp tốt bụng của tôi, anh nghĩ là tôi tha thứ được cho anh á? Anh đánh giá cao lòng vị tha của tôi rồi đấy. Nhưng mà nói đi thì cũng phải nói lại chứ. Em thì đi công tác suốt ngày, trăm công nghìn việc, xong rồi là đấy, cái lần em đi công tác lần trước em còn nhờ bạn em chăm sóc anh, mà bạn của em thì như này, đâu thể nào trách một mình anh được. Đàn ông ngoại tình là bản năng, còn chống lại được mới là bản lĩnh. Anh không muốn thì người ta ép được anh à? Từ bây giờ đường ai này đi, tôi và anh không liên quan gì đến nhau hết. Với cả ấy, anh bảo quản kỹ đồ của anh vào. Bây giờ có thể là tôi làm giả kết quả, thế nhưng mà cứ đi linh tinh lăng trạ như thế này thì bệnh giang mai chẳng mấy mà tìm đến hai người đâu. Vi ơi, Vi ơi, Vi ơi, Vi.